lên trời cao thấy trong sao chữ T. Nhìn lên trời cao thấy trong sao chữ T. Teresa, tên chị đã được ghi trên trời. Teresa, tên chị đã được ghi trên trời. Ta thấy có cái gì mà cần phải trao đổi, cần phải nêu lên thì chúng ta cứ có ý kiến để chúng con có thể trả lời được cái gì thì chúng con sẽ trả lời ngay, hoặc là chính chúng ta có thể trao đổi với nhau và để có thể loan báo tin mừng được cho người khác thì chính chúng ta phải vượt qua chính mình, phải mạnh dạn, phải can đảm, chứ còn thì chúng ta thụ động quá thì chưa làm được cái gì. Mình còn chưa ra khỏi mình thì chưa đến với ai được. Trọng kính cha đặc trách giáo phận, kính thưa tất cả các vị quý chức trong ban loan báo tin mừng. Con thì con rất là băn khoăn và trằn trọc. Về đến giáo xứ thì họ hỏi cha thấy ban loan báo tin mừng làm được cái gì. Con bảo, con mới trả lời bảo, thưa các ông các bà là chúng tôi đang hình thành cái bộ khung, thì đang này chờ các cha với này các thầy các đi cầm tay chỉ việc, nên mình chống khéo đi vậy thôi. Cứ mình cái này này băn khoăn mấy bố lại bảo các ông phải nên rừng, ở trên đấy có nhiều người tôn giáo bạn, chứ ở đây người ta đi đạo gần hết thì các ông truyền làm sao được. Còn lại càng băn khoăn, nên không biết là cái khóa của mình sắp hết hạn, đến nơi là mình chưa truyền được cho anh nào từ tôn giáo bạn đi theo đạo. Mà con thấy như vậy là thưa cha đặc trách với này ban quản thường vụ giáo phận, con thấy này các cha các vị học những mười mấy năm, 20 năm mà đứng rao giảng tin mừng ở giữa nhà thờ mới thấy vẫn còn có cái giáo dân chả chịu nghe gì. Mà mình không cẩn thận mà truyền không cẩn thận thì nó lại bảo mấy ông mấy bà dạy đời, rồi với cha hướng dẫn chúng con thì em giải thích cái cách nào. Mà truyền thì bây giờ họ bướng lắm, có truyền được đâu. Đấy cha đấy, nó bướng thế. Giáo dân càng ngày bây giờ cứ xem cái điện thoại thông minh thôi. Hôm nào thì xem cái điện thoại thông minh thì có mấy cha giải thích rồi. Cái câu amen ấy này nhiều khi thì kể cả các cha lại cũng thưa nhầm. Mình đâm lủng củng bảo thôi bình tĩnh cái này, có gì băn khoăn thì lại phải hỏi cha. Đấy là một cái nữa. Thấy thì cứ trước khi nần hạt thì mấy cụ lại hôn cái chàng hạt, rồi mấy cụ lại không hôn thì cha cũng giải thích luôn. Nếu như cái chàng hạt ấy đã được làm phép chưa hay chưa làm phép,
Đấy. Chứ không phải là bây giờ nếu chúng ta theo đạo mà không cẩn thận thì đâm ra mình lại trở thành một con người, tức là tôi gọi là cái gì cha nhỉ? Thôi con cứ chỉ nói như vậy thôi. Rồi có những người có một cái hôm mà ở Bách Tính nhỉ, là khi cha làm dấu thánh giá hay là dâng mình thánh lên thì chúng ta phải ngước mắt lên trời để cầu xin Chúa. Rồi mấy ông lại thì thà thì thục, mấy bà thì thà thì thục, không biết họ đang nói cái gì lẩm bẩm với Chúa. Cái cha về hướng dẫn thì trong lúc dâng thánh mình thánh Chúa thì giáo dân phải như thế nào? Đấy, cái này con thấy này cũng rất nhiều câu hỏi. Rồi là mấy vị này bảo, thôi, thế cứ nãy con nói rồi, thì tốt nhất là các ông phải nên dừng. Ở đấy có nhiều tôn giáo bạn lắm, thì mới truyền đạo được. Còn ở đây thì người ta thông minh lắm rồi, theo đạo tương đối rồi. Ôi, con xin cảm ơn cha và các vị, con nói hơi nhiều nhưng cũng chắc có trúng mục đích thôi, xin cha thông cảm. Vâng, cảm ơn ông đã nêu lên một số cái thắc mắc, mà có lẽ cũng là một cũng là những cái thắc mắc của nhiều người đấy, chứ không phải là của một mình ông đâu. Trả lời một lúc cho ông tất cả thì cũng hơi nhiều đấy, ông không nhớ hết mà trả lời nữa. Nhớ cái trước tiên á, về cái bảo là ban loan báo tin mừng các ông làm được cái gì ấy, làm cái gì ấy, thì đúng. Bởi vì ban loan báo tin mừng giáo phận chúng ta mới được hình thành, ngay trong chúng ta cũng chưa biết mình làm cái gì. Con xin lỗi, có cả những cha, những thầy, những gì cũng hỏi những câu tương tự như vậy. Ban loan báo tin mừng làm gì? Lập lên để làm gì? Rồi cũng như các hội đoàn khác rồi cũng chẳng ra làm sao. Thế thì chúng ta phải hiểu loan báo tin mừng là gì? Những cái hoạt động chính của ban loan báo tin mừng là gì? Muốn như vậy chúng ta phải học hỏi. Chúng ta chưa được học hỏi cái gì hết. Chúng con đã có chương trình để học hỏi, để chúng ta đó, chính thành viên chúng ta học hỏi để hiểu biết, nhưng mà chưa có thời gian để thực hiện. Chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta phải biết cái việc mình làm đã, nhưng mà giờ chúng ta thì cũng chưa được học hỏi. Nhưng mà cái trước tiên thì như con nói đó, là bây giờ chúng ta cứ hình thành lên cái cơ cấu tổ chức đi. Đấy. Rồi chúng con sẽ sắp xếp chương trình, rồi xin cha đặc trách ở giáo hạt ngày tổ chức những cái buổi học hỏi cầu nguyện để chúng ta hiểu biết giáo lý lời Chúa, hiểu biết tinh thần của Chúa Hội Thánh, để chúng ta làm cho nó đúng cái đường hướng, đường nối của Hội Thánh, dưới ánh sáng của lời Chúa, chứ không phải dưới ánh sáng theo đường nối của Đảng và Nhà nước. Thì cái câu hỏi thứ nhất là để biết mình làm cái gì, làm như thế nào thì phải học hỏi, mà bây giờ chúng ta chưa có thời gian để học hỏi. Từ từ chúng ta cứ tham gia, cứ mời gọi tham gia, rồi chúng con sẽ cố gắng để tổ chức những cái khóa học hỏi giáo lý lời Chúa, cũng như là về truyền giáo, để cho chúng ta biết. Dịp tới đây gần nhất thì chúng con cũng sẽ, trong cái dịp lễ truyền giáo năm nay đó, chúng con sẽ gửi tới mỗi thành viên một cái cuốn Cẩm nang loan báo tin mừng của dòng tên. Các ngài kinh nghiệm truyền giáo được các ngài chia sẻ những cái nét chính yếu loan báo tin mừng là gì, như thế nào, làm sao. Thì chúng con sẽ gửi tới mỗi thành viên đi tham dự một cái cuốn cẩm nang đó qua các ông trưởng ban của các giáo hạt. Rồi chúng ta cứ cầm về chúng ta đọc đi. Rồi tới lúc nào thì chúng ta sẽ học hỏi. Chúng ta sẽ học hỏi cái cuốn cẩm nang đó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, còn cái trước tiên thì bây giờ chúng ta cứ trả lời là đấy, ban loan báo tin mừng chúng tôi, cái việc làm trước tiên là bây giờ chúng tôi đồng hành với các tân tòng đây. Đồng hành với các tân tòng thì bây giờ là xin cho chúng tôi những cái danh sách các tân tòng để chúng tôi đồng hành với họ. Chúng tôi làm những cái việc đấy, như tôi vừa nói đấy, nhắc nhở động viên họ đi thờ, đi lễ, xưng tội, rước lễ, làm những việc đạo đức, khích lệ họ sống đạo, sống đức tin. Đấy, công việc trước tiên của ban loan báo tin mừng, của giáo xứ cũng vậy, mà giáo hạt cũng vậy, mà giáo phận cũng vậy. Thấy không? Cha xứ nào hỏi thì chúng ta cũng trả lời như thế. Xin cha hướng dẫn để chúng con được đồng hành với các tân tòng như vậy. Thì chúng ta có trả lời được không ạ? Có trả lời được không ạ? À, đấy. Rồi truyền giáo là gì? Truyền giáo của Hội Thánh nói chung nó có hai cái hướng chính.
cái hai hướng chính. Cái hướng thứ nhất là hướng nội, tiếng Latin đó là ad intra. Hướng nội tức là hướng vào hội thánh này, vào giáo hội đây này. Chứ không phải là chúng ta chỉ nghĩ truyền giáo là đi nói về Chúa, đi truyền đạo cho những người ngoài công giáo, những người bên ngoài, không phải đâu. Truyền giáo trước tiên là hướng nội. Tân phúc âm hóa, tái phúc âm hóa. Tân phúc âm hóa tức là củng cố đức tin cho các tín hữu. Chúng ta đây là những người đạo đức sốt sắng, nhiệt thành rồi, đúng không? Chúng ta có trách nhiệm phải củng cố đức tin cho anh em, củng cố đức tin cho ngay bà con anh em trong gia đình mình ấy, rồi đến cộng đoàn của mình, giáo họ, giáo xứ của mình. Có những người khô khan, nguội lạnh trong đời sống đức tin, chúng ta củng cố đức tin cho họ. Đấy cũng bằng những cái cách, trước tiên là củng cố đức tin cho tân tòng, rồi đến những người khô khan, nguội lạnh, những người bỏ xưng tội rước lễ, những người bỏ đọc kinh cầu nguyện, bây giờ mà chúng ta củng cố, động viên, nhắc nhở họ. Đấy đã là việc truyền giáo rồi. Truyền giáo hướng nội, củng cố đức tin cho anh em. Rồi sau đó mới đến truyền giáo hướng ngoại, ad extra. Hướng ngoại thì liên quan tới việc đối thoại liên tôn, đối thoại đại kết. Đối thoại đại kết là đối thoại với những Kitô hữu ngoài công giáo. Thí dụ như anh em tin lành, không? Hay là anh em ở đây không có anh giáo, không có chính thống giáo. Ở đây giáo phận chúng ta thì có một số xứ có anh em tin lành đấy. Họ cũng tin vào Chúa Kitô, họ cũng được rửa tội, cũng là Kitô hữu như chúng ta, nhưng mà họ có những cái thực hành đức tin khác chúng ta. Thế thì chúng ta đối thoại với họ trong cái sự tôn trọng lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau, cộng tác với nhau trong những công việc từ thiện, bác ái chẳng hạn. Đối thoại liên tôn. Đối thoại liên tôn là đối thoại với những anh em tôn giáo khác ngoài Kitô giáo, thí dụ như là Phật giáo, hay là những người không có tôn giáo, thậm chí là đối thoại với người vô thần. Bên ngoài họ tuyên bố họ vô thần vậy thôi, chứ không phải là họ vô thần đâu. Họ cũng tin kiêng, cũng thờ cúng, cũng đủ thứ hết đấy, đúng không? Chúng ta mà muốn đối thoại với anh em ngoài công giáo hay là với các tôn giáo khác, thì chúng ta cũng phải hiểu biết về Chúa, về đức tin của chúng ta như thế nào để trả lời cho những cái thắc mắc của họ. Bây giờ nhiều khi họ hỏi chúng ta có biết nói nào mà nói đâu, đúng không cơ? Mà chúng ta không biết cho nên chúng ta sợ, chúng ta không dám nói. Hoặc là chúng ta nói chống, nói chế, nói quanh, nói co. Thành thử ra cũng phải học hỏi để mình hiểu biết và sống đức tin của mình một cách nó xác tín, nó mạnh mẽ. Rồi phải có lửa của Thánh Thần, ơn Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng. Giống như Chúa Giêsu nói đấy, không phải các con nói mà là Thánh Thần nói trong các con. Chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi trí mở lòng để chúng ta biết, hiểu biết, để chúng ta đối thoại được. Đấy, rồi mới đến phúc âm hóa đời sống xã hội, nghĩa là trong cái môi trường sống của chúng ta, truyền giáo cho lương dân, mới đến gặp gỡ những người lương dân, có thể qua những công việc từ thiện bác ái chúng ta làm, họ có cảm tình với đạo, họ muốn tìm hiểu đạo, thì chúng ta là những người nói về Chúa cho họ, nói về đạo cho họ. Đấy, thành thử ra truyền giáo hướng nội, hướng ngoại, tất cả những công việc đó chúng ta làm đồng thời với nhau. Tùy từng cái hoàn cảnh, điều kiện của mỗi người mà chúng ta làm cái gì trước, cái gì sau. Nhưng mà trong cái toàn diện là như vậy. Toàn diện của công việc truyền giáo là như vậy. Nhiều lắm, cánh đồng còn mênh mông. Từ trước đến giờ chúng ta chưa chú trọng để làm thôi ạ. Chứ không phải là không có việc để làm đâu ạ. Đúng không ạ? Vâng, con xin nói đơn giản như vậy. Cảm ơn. Bây giờ có ai có ý kiến gì nữa thì xin... Vâng, mời ông. Kính thưa cha đặc trách của giáo phận, kính thưa tất cả các quý chức trong ban văn báo tin mừng của giáo hạt. Hôm nay rất là ngày vui mừng của ban văn báo tin mừng giáo hạt chúng con hay được về đây để cùng được cha đặc trách để hướng dẫn và có cái đường hướng dẫn chúng con năm tới. Để qua ý kiến trình bày của
cha đặc trách và chia sẻ với chúng con qua cái vừa rồi là cha đi dự cuộc đại hội Loan Báo Tin Mừng của toàn quốc, thì thấy cha đưa về là có một số cái đường hướng mới, mà đó là chúng con nay rất là thấy là một cái vui mừng để đáp ứng được những cái thao thức của các thành viên Loan Báo Tin Mừng của giáo hạt chúng nói chung, trong giáo phận cũng như trong giáo hạt. Thì cái đường hướng của cha đưa ra tức là năm tới là Ban Loan Báo Tin Mừng giáo hạt chúng ta sẽ được cha đặc trách giáo phận được phép của Đức Cha, tức là gửi tới các cha xứ cái chương trình, tức là đề nghị các giáo xứ thành lập một cái ban gọi là Loan Báo Tin Mừng giáo xứ. Đó là một điều mong mỏi của tất cả các thành viên Loan Báo Tin Mừng hai năm qua. Thì chúng con thấy là rất cảm ơn sự hướng dẫn của Đức Cha cũng như cha đặc trách giáo phận. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về trong cái những nói lên cái thao thức của chúng con, thì chúng con cũng thấy có một cái số cái thao thức trong cái Ban Loan Báo Tin Mừng của giáo hạt như thế này. Thế qua cha chia sẻ thì đúng là trong thời gian vừa rồi thành lập thì đó cũng chỉ là bước đầu để thành lập, cũng như là thành lập cái móng nhà, tức là cũng chưa có một cái gì để chúng ta có thể là để mà tiến hành. Đây cái là bước khởi đầu, thì cái đó là chúng con hoàn toàn nhất trí. Thế còn chỉ trong năm tới này thì chúng ta các giáo xứ chúng ta sẽ có công việc. Đấy, đó thứ nhất là chúng ta sẽ các giáo xứ sẽ được thành lập cái Ban Loan Báo Tin Mừng của giáo xứ. Vậy thì bây giờ con thấy một số giáo xứ có thể là mới có một thành viên hoặc là hai thành viên, thì con cũng xin được chia sẻ với tất cả đấy, chắc là về tùy theo hoàn cảnh của các giáo xứ thì có thể chúng ta có thể là áp dụng, thì cái đó là có thể là tiến hành cũng như cha hướng dẫn là có thể thành lập một cái ban có thể 3-4 người hoặc là có thể đông hơn nữa, để cho tức là phải không có cái gì bằng có một sự tập thể đấy, thì sẽ công việc sẽ trôi chảy và sẽ được nhiều người đồng hành hơn thì sẽ tốt hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong công việc của các thành viên Ban Loan Báo Tin Mừng của chúng ta thì qua cha cũng đã chia sẻ mà chúng ta cũng đã biết, tức là chúng ta là những người có lòng nhiệt thành để nghe theo tiếng gọi của Chúa Thánh Thần cũng như là của trong lời hội của các cha là đại diện cho Đức Cha, chúng ta tham gia Loan Báo Tin Mừng. Nhưng thực tế cũng như một vị trước cũng đã nói, tức là cái hiểu biết về có chúng ta là những người công giáo cựu đấy, nhưng mà có khi rồi về thánh kinh, về giáo lý vẫn chưa thể hiểu sâu sắc. Cho nên khi mà trong công việc đi gọi là đi Loan Báo Tin Mừng giới thiệu Chúa cho người khác thì có lẽ chúng ta còn nhiều điều là vẫn chưa đầy đủ để cái khi trả lời cho người ta khi ta hỏi. Thế cho nên cái việc học hỏi về kinh thánh, về giáo lý hoặc về nhiều tài liệu hoặc những bài chia sẻ của các cha thì có lẽ chúng ta cũng phải tham khảo nhiều. Và tuy chúng con thì vẫn biết là các vị trong Ban Loan Báo Tin Mừng này đa số là đều là các quý chức, đều là cao tuổi rồi, cho nên cái việc học hỏi cũng rất là khó khăn, hoặc là thêm thì cũng nhiều khó. Cũng như cha vừa chia sẻ, chúng ta phải học thêm. Thì bây giờ con thì con đóng góp thêm một ý kiến, tức là trong cái thời buổi mạng 4.0 này rồi thì chúng ta là bước sang một cái thời kỳ, tức là Loan Báo Tin Mừng theo một cái giai đoạn mới, tức là cũng nhiều bài chia sẻ nó đã nói đến cái tác dụng của truyền giáo qua truyền thông, các phương tiện truyền thông. Thì con nghĩ là riêng trong Ban Loan Báo Tin Mừng chúng ta cũng phải áp dụng và phải có cái chuẩn bị. Đấy, cũng như cha nói, bây giờ nếu mà bây giờ chúng ta đi giao lưu để đồng hành với các vị tân tổng thì chúng ta không biết về mạng, về internet hoặc về để chúng ta chia sẻ thì có lẽ là chúng ta cũng gặp khó khăn. Cho nên con cũng đề nghị trong cái thời gian tới này, Ban Loan Báo Tin Mừng giáo hạt chúng ta có thể là cũng phải giúp đỡ các quý chức hoặc trong Ban Loan Báo Tin Mừng chúng ta hiểu thêm
học tập thêm hoặc nhờ con cháu học tập thêm về cái áp dụng cái phương pháp về chia sẻ trên mạng. Bởi vì qua thực tế thì qua rất nhiều ở trong mạng có rất nhiều bài giảng của các cha, rồi các bài chia sẻ của các cha, các tài liệu của hội đồng giám mục, rất nhiều cái phương tiện để chúng ta học hỏi, tự học hỏi mọi nơi mọi lúc. Đấy. Và thời gian nó rất là kể cả nghe cũng không biết đọc thì chúng ta nghe cũng có những cái bài mà nghe thôi. Cái đó lại sẽ đưa lại cho chúng ta là những người mà trong công việc này thì chúng ta sẽ học hỏi thêm được rất nhiều. Đó là còn đề nghị thêm một cái vấn đề này. Đó là về trong cái này thì cái ban loan báo Tin Mừng Giáo hạt cũng phải có lưu ý đến cái chỗ này còn. Đấy. Thế còn một cái nữa là thì con cũng quên mất rồi, thì thôi con tạm dừng ở đây. Xin cha đặc trách và các thành viên thông cảm và con xin phép hết ạ. Không biết là chương trình thì mấy giờ vào thánh lễ cơ? Thưa cha là 10 giờ kém 15 nghỉ ạ. Bây giờ thì là 10 giờ kém 20 rồi đây. 25, 20 rồi đấy, 25. 9 giờ 45 thì chúng ta sẽ rước, cho nên là ai còn câu hỏi nào thì hỏi tiếp đi, rồi một vài câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ giải nào. Con xin góp ý về chính cái bổn phận của mỗi thành viên chúng ta. Các ông bà còn nhớ không ạ? Gọi là cái sinh hoạt, chương trình sinh hoạt của từng thành viên Ban Loan Báo Tin Mừng. Một ngày làm cái gì? Một tuần làm cái gì? Một tháng làm cái gì? Một năm làm cái gì? Chúng ta để ý lại nha. Cái công việc một ngày, chúng ta tham dự thánh lễ hàng ngày, rồi suy niệm lời Chúa khoảng 10-15 phút theo cái bài suy niệm tin mừng hàng ngày. Rồi chúng ta đọc kinh lạy cha, kính mừng sáng danh, kinh truyền giáo. Cố gắng nhá. Những ai mà quên thì cố gắng. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình và cho công việc truyền giáo. Rồi hàng tuần chúng ta làm việc tông đồ đấy, đi gặp gỡ các tân tòng hay gì đó. Rồi hàng tháng chúng ta sinh hoạt với nhau. Thí dụ trong giáo hạt chúng ta quy tụ nhau hàng tháng để chia sẻ cái kinh nghiệm truyền giáo cho nhau, học hỏi với nhau. Rồi hàng năm thì có những cái tuần, cái khóa, cái buổi học hỏi cấp giáo phận để chúng con sẽ cố gắng tổ chức. Vâng, xin cảm ơn. Trọng kính cha đặc trách giáo phận, kính thưa cha phụ trách giáo hạt, kính thưa tất cả các thành viên trong ban loan báo tin mừng của giáo hạt Kiên Chính. Hôm nay chúng con được về đây trước hết là để mừng bổn mạng quan ban loan báo tin mừng giáo hạt. Thứ hai là chúng con được học hỏi và được nghe những lời của giáo huấn của cha đặc trách. Hôm nay trong cái phần mà gợi ý của cha đặc trách hôm nay thì chúng con thấy một số những các cái điểm như sau. Trước hết là về chúng con đã được ngồi với những anh em tôn giáo bạn hoặc là những người tân tòng. Như cơ nãy là ông Chánh Bảo cũng đã nói là trong thánh lễ thì người ta hỏi là như vậy là trong thánh lễ sang phần thánh thể thì những các cái cụ mà cứ cúi không rì rầm đọc kinh thì như vậy là có được không? Thì thưa cha, con thì con chỉ nói như thế này. Trong sang phần thứ hai là phần thánh thể, cha chủ tế dâng bánh rượu thì khi mà dâng lên là tất cả mọi người chúng ta cũng ngước mắt để chiêm ngưỡng. Thứ hai là chúng ta sẽ thì thầm trong lòng, mà như con thì con chỉ nghĩ như thế này, là thì thầm trong lòng của con là nói là lạy Chúa, xưa Chúa đã hiến thân chịu chết trên cây thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Giờ này trên bàn thánh, con tin Chúa đang ngự trong bánh này mà trở nên chính thịt của Chúa nuôi linh hồn chúng con. Thứ hai là anh em tôn giáo bảo, người ta có hỏi đạo là gì? Thì thưa cha với này các tất cả các vị, thì con chỉ nghĩ rằng là đây đạo là đường, đường núi của Chúa. Hiện nay đang bước đường, là giáo hội đang thực thi trên bước đường của Chúa. Cho nên là phần này mà đối với lệ cha đặc trách vừa nói là phải có cái ban thành lập của ban về tân tòng, mà người ta được có thể là ở trong giáo xứ đông, hoặc là có thể là cử được một hai người, tức là trong cái
anh em Tân Đồng này người ta được vào trong ban loan báo tin mừng để người ta có cái sự hoạt động cùng với nệ trong giáo hạt cũng như giáo phận chúng ta. Con đã xin có một ý kiến như sau, con xin hết ạ. Cảm ơn ạ. Còn ai ý kiến, một ý kiến nữa để giải lao. Cứ tự nhiên đây là nhà mình chia sẻ với nhau để học hỏi rồi đường hướng trong những ngày tới. Có cụ nào hỏi gì cứ hỏi đi, thắc mắc của mình. Các bà có ai hỏi gì không? Ông vừa mới nói hai cái về cái việc mà cái lúc mà dâng mình thánh máu thánh đấy, mà chúng ta phải ngửa mặt lên để chiêm ngưỡng á, đó là đúng. Chúng ta đừng cúi xuống, đừng có rì rầm cái gì, mình có thể cầu nguyện thầm trong lòng, nhưng mà nâng cao mình thánh là để chúng ta chiêm ngưỡng tôn thờ, thấy không? Thì mọi người nhìn lên chiêm ngưỡng tôn thờ Chúa, rồi là lần hạt các thứ. Thì ngày xưa tại vì dâng lễ Latin cho nên chúng ta nghe chẳng hiểu gì, cho nên là các bà giới chỉ có rì rầm lần hạt thôi. Bây giờ cái tinh thần phụng vụ nó thay đổi rồi, bằng tiếng Việt rồi, chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta kết hợp với những lời cầu nguyện của cha chủ tế đại diện cho cả cộng đoàn chúng ta, là cầu nguyện của chính mỗi người chúng ta đấy, chứ không phải chỉ riêng của cha. Nên chúng ta phải lắng nghe, phải kết hợp đó. Rồi cha mời gọi cầu nguyện nhờ Đức Giêsu Kitô thì chúng ta thưa amen, nghĩa là chúng ta amen có nghĩa là con tin tất cả những cái lời cầu nguyện đó, chúng con dâng lên Chúa, con tin như vậy, con cầu xin như vậy. Vâng, có ai có ý kiến gì nữa không? Hết. Con có giải thích thêm cái chỗ mà câu hỏi ấy. Thì các cụ phải phân biệt được này. Ngày trước ấy thì gọi là đi xem lễ, đúng không? Thời của các cụ ngày xưa, thời của cụ Trùm Cố đây là đi xem lễ. Xong rồi một giai đoạn thần học cái thấy là cái việc dùng từ bình dân nó không được, không được chính xác. Đó, đó là một giai đoạn. Rồi đến cộng đồng Vatican II á, thì có dùng gọi là participate in, totality, full of soul and human, tức là tham dự thánh lễ một cách toàn diện cả tâm hồn lẫn thể xác. Chính vì vậy mà các cụ bây giờ gọi là đi hiệp lễ. Mà hiệp lễ thì như cha vừa nãy cha nói là mình là một phần của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha, cộng tác vào hiến tế trên bàn thờ của Đức Giêsu Kitô, mà linh mục là in persona Christi, là Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha. Cho nên là các ông không phải là đi xem lễ nữa, mà một phần của mình là một của lễ. Không? Một phần của mình của lễ, cho nên nó cả tâm hồn lẫn thể xác, không phải các bố đến xem cái tivi đâu. Không phải là xem tivi nữa. Cho nên cái chuyện mà ngước mắt lên để tôn thờ phủ phục trước tôn nhan Thiên Chúa, vậy cho nên người ta phải chuông keng, là phải ngước lên, chứ không phải keng cái cụp đầu xuống. Rồi cái thứ hai keng đối với đấy, bái thờ nậy. Bái thờ nậy cho nhìn thấy thánh giá, có áp trên, đao dưới. Cho nên là lần sau các bố ấy, là nhớ là khi mà cha dâng lễ này thì đừng có cúi gặp mặt xuống, ngẩng lên mà tôn thờ. Mình là một part in a part of celebration, một phần của cái hiến lễ đó. Mình cũng chính mình ấy, không chỉ tôn thờ phủ phục nhìn lên, mà mình nâng cả tâm hồn của mình lên hiệp cùng với hy tế của linh mục trên bàn thờ. Cho nên là phải ngẩng lên ấy nhé, đừng cúi xuống nhé, nhớ lần sau. Vừa xong ông có đề nghị là cho các tân tòng đó tham gia vào cái ban loan báo tin mừng giáo xứ, rất quý hóa, rất tốt. Có những tân tòng họ rất đạo đức sốt sắng, họ còn làm gương sáng cho cả người công giáo chúng ta nữa. Cho nên mời họ, gọi họ tham gia nếu họ muốn. Họ vừa ở trong hội tân tòng của giáo xứ, vừa trong ban loan báo tin mừng giáo xứ, rất tốt quá chứ, phải không các ông bà? Chúng ta mời gọi
tất cả mọi người nhiệt tình, nhiệt huyết tham gia cái ban văn báo tin mừng. Con bổ sung thêm, ai hỏi thì các cụ mới kính thánh Geronimo hôm qua. Ai đi tham dự thánh lễ thì biết là ông thánh Geronimo hôm qua là ông là một nương dân, học hết đại học rồi mới gia nhập đạo, và ông trở thành ông thánh. Vậy thì cớ sao các anh chị em tân tòng chúng mình không mời vào? Quà tốt, lấy nguồn ông Mai kia nhận luôn ông Geronimo làm quan thầy của cái hội hội tân tòng của chúng ta được ấy. Mới sốt rồi hôm qua xong, không mới đâu xa. Cho nên là đừng khi anh chị em của mình, thậm chí ngay cả những người chưa gia nhập vào Kitô giáo, đời sống ngay lành công chính, có hướng tâm về Chúa, thì cái này là để Chúa phán xét, giáo lý công giáo nói vẫn được cứu độ. Vậy thì không việc gì mình không mời người ta. Thậm chí chỉ có điều câu hỏi như thế này này, hỏi cha đặc trách của giáo phận này: người không gia nhập đạo công giáo có đi truyền giáo được không? Chúng ta biết là nếu như các ông đây, các ông chùm đây toàn ông Chánh với ông Cố này tiếp xúc với ban tôn giáo vận này đúng không? Này chúa tôi, nếu mà nói về kinh thánh với lại nói về ấy, nó còn giỏi hơn các bố nhiều. Các bố đạo gốc nhưng mà các bố chẳng biết cái khỉ gió gì ấy. Còn người ta nói cho ông từ sáng thế ký rồi nê dân luật rồi sử biên niên rồi cho đến thời từ ký ước cho đến tân ước, nếu mà nói về kinh thánh thì họ nói, con xin lỗi các bố ở đây, các bố còn phải kính họ bằng sư phụ. Nhưng mà người ta không có tâm. Người ta không có tâm. Nhưng mà Chúa mời gọi những người có tâm để đi làm việc tông đồ cho Chúa. Ngày xưa Chúa gọi các tông đồ sao đầy như ông còn ngon hơn nhiều, giỏi hơn nhiều. Nhưng mà Chúa không gọi, cho nên chọn mấy cái ông trình độ thì không có, học thức thì không, có khi còn nghèo được mỗi ông thu thuế ông khớ tí, còn lại còn mấy ông kia thì cũng gọi là bèo bọt vậy thôi, chứ cũng không ăn thua gì đâu. Nhưng mà Chúa chọn lòng của người ta, để cho nên là Chúa nhìn thấu tâm can các ông trong từng gang tấc, cho nên Chúa chọn lòng của, cho nên ai có lòng thì cứ mời, có điều hỏi cha đặc trách xem nào không rửa tội thì có đi truyền giáo được không. Ông Cố là cuối cùng rồi chuẩn bị chúng ta giải nào. Kính thưa cha trưởng ban giáo phận đặc trách giáo hạt, thì con có lẽ con xin phép cha trưởng ban con trả lời thay. Tức là con nghĩ người chưa rửa tội theo như con này, con tới đây chắc con cũng đưa vào bàn loan báo tin mừng. Chắc con nói rất vắn tắt trong một giai đoạn đó, cũng ngược lại ý của ông Chánh Bảo thư ký trước. Con nói là bây giờ ban loan báo làm bây giờ làm cái gì, mà đúng thực sự là con có những cha hỏi con bây giờ ban loan báo tin mừng làm cái gì. Nếu theo ban loan báo tin mừng theo nghĩa đen, mình nghĩ rõ ràng và dứt điểm là chúng ta phải đi rao giảng Chúa cho người chưa biết Chúa, đấy chuyện dứt khoát. Thế nhưng trước khi chúng ta đi rao giảng nói về Chúa cho họ thì chúng ta cũng phải thực hiện một số cái bước, mà nhất là Đức Giám Mục vừa mới nói với chúng ta cái hôm công nghị, chữ truyền giáo nó là tam G, có phải không? Thứ nhất là chúng ta phải học hỏi giáo lý, thì cha trưởng ban đã có nói rồi, tới đây thì cũng sẽ có cái khóa giáo lý. Rồi thứ hai là cái văn hóa gặp gỡ, chúng ta là những người gặp gỡ giao tiếp giữa linh mục với giáo dân để giải tỏa những cái gì là khúc mắc, và thứ ba là gương sáng. Mà bây giờ truyền đạo bây giờ thì cũng như bây giờ chúng ta vẫn nói là bây giờ người ta không cần thầy dạy mà người ta cần các chứng nhân. Cho nên con đang nghĩ như vậy là con cũng vắn tắt một chút. Vừa rồi con đang nghĩ chắc là tới đây thì con đã xem phép nhiều lần lắm rồi mà nó cũng chưa cụ thể, nhưng chắc ngay tới đây thì con sau cái đợt mà đi họp về cũng có một số cái
kinh nghiệm của trong cái việc truyền giáo, thì tới đây cha con xin phép cha trưởng ban và con sẽ thưa với cha quản hạt, con sẽ lập ban truyền giáo của họ Bắc tỉnh. Trước con nói nhiều, con định là lập giáo xứ trước rồi đến giáo họ, nhưng chắc bây giờ chờ đợi thì nó cũng lâu, thì chắc là con sẽ thành lập ban loan báo tin mừng của giáo họ Bắc tỉnh luôn. Và con đang dự tính là sẽ có nhiều lứa tuổi khác nhau để phù hợp, và trong đó nếu có anh bên lương nào mà nó Hà Nội thì con nói cho con vào ban để nó chở xe taxi giúp chúng con đến cái nơi kia. Thì con thấy là vừa qua hình như trong cái chỗ đại hội vừa rồi cũng có một cái ý kiến nào nêu lên, đó là cái ông đó rất tốt, rất hoạt động với mình, chỉ cái điều không theo đạo thôi. Thế thì con nghĩ như vậy là cái người lương tân, nếu họ những giúp mình, chẳng hạn họ dẫn đường mình đi, họ là những người ở trên rừng hoặc là ở trên Hà Nội, họ chở taxi những chúng con đến thăm những các cái người tân tòng, phải không ạ? Thì đấy, con nghĩ như vậy cũng có thể họ là truyền giáo được. Con xin hết ạ. Một loài hoa Thiên Chúa đã ban cho loài người, loài hoa ấy sống giữa chốn thế nhân bụi trần, làm gương sáng lên Chúa và yêu thương anh em, đem phúc ân cho bao người thế. Loài hoa ấy đã sống mang tên Teresa, toàn thân khiêm nhu bước chung trên cùng Ngài, và cho đến lúc trên loài hoa đó vẫn luôn cùng Chúa trong tình yêu. Teresa đơn giá, Teresa vui tươi, Teresa hy sinh ước mong mưa hồng mang để cho nơi khô cằn sẽ chỗ sinh bồng hàn, và hoa hồng tràn lan khắp nơi. Đoàn con hát khúc hát thánh như Teresa, dìu con bước tới Chúa mến yêu là anh trang, dẫu mang bao yêu hẹn bơi sắc thân phàm trần, thì xin thánh nhân phù giúp con. Loài hoa ấy đã sống mang tên Teresa, toàn thân khiêm nhu bước chung trên cùng Ngài, và cho đến lúc trên loài hoa đó vẫn luôn cùng Chúa trong tình yêu. Teresa đơn giá, Teresa vui tươi, Teresa hy sinh ước mong ươm mầm để cho nơi khô cằn sẽ cho sinh bồng hàn, và hoa hồng tràn lan khắp nơi. Đoàn con hát khúc hát thánh như Teresa, dìu con bước tới Chúa mến yêu là anh trang, dẫu mang bao yêu hèn bởi xác thân phàm trần, để sự thánh nhân phù giúp con. Teresa vui tươi, Teresa hy sinh ước mong mưa hồng mắn để cho nơi khô cằn sẽ chỗ sinh bầu ngàn, và hoa hồng tràn lan khắp nơi. Đoàn con hát khúc hát thánh như Teresa, dìu con bước tới Chúa mến yêu là anh trang, dẫu mang bao yêu hèn bơi xác thân phàm trần, để xin thánh nhân phù giúp con. Dẫu mang bao yêu hèn bơi xác thân phàm trần, để xin thánh nhân phù giúp con. Dẫu mang bao yêu hèn bơi xác thân phàm trần, để xin thánh nhân phù giúp con.
mọi sự đều qua đi, Thiên Chúa chẳng thể thay đổi, bền tâm là được tất cả. Người có Chúa chẳng thiếu thốn điều chi, người có Chúa là có hết mọi sự, người có Chúa cuộc sống vững niềm tin, người có Chúa là an tâm mọi điều. Một nụ hoa
xin kính mời quý cha an tọa, mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, trong thời gian qua, giáo hạt Kiên Chính, chúng con đã tìm ra được 4 thành viên mới, được quý cha sứ chọn bầu vào tham gia làm thành viên của ban loan báo tin mừng giáo hạt Kiên Chính. Ngay sau đây con xin trân trọng giới thiệu. Một, ông trùm du xe Nguyễn Văn Lý, giáo xứ Trung Châu. Hai, ông trùm du xe Nguyễn Văn Cường, giáo xứ Trung Châu. Ba, ông đốc Francisco Vũ Duy Đạo, giáo xứ Trung Châu. Bốn, ông trưởng An Tôn Hoàng Thế Hanh, giáo xứ Trung Châu. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban ơn cần thiết để các ông nhiệt thành chu toàn trách nhiệm tông đồ đã được trao phó. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trọng kính Cha đặc trách Ủy ban Loan báo Tin mừng Giáo phận Bùi Chu, Cha đặc trách Ủy ban Loan báo Tin mừng Giáo hạt Kiên Chính, quý cha cố, quý cha, quý thầy, quý dì và tất cả quý vị trong Ủy ban Loan báo Tin mừng của giáo phận, giáo hạt cũng như các giáo xứ của giáo hạt Kiên Chính, chúng ta quy tụ về đây để chúng ta mừng lễ Thánh Teresa Đồng Giêsu, quan thầy mà chúng ta nhận
làm đấng bảo trợ cho công cuộc loan báo tin mừng của chúng ta. Còn hôm nay với tư cách là cha xứ của giáo xứ Thịnh Long, con được mời chủ tế thánh lễ này, con góp phần mình vào trong công cuộc loan báo tin mừng bằng cách nghe lời cha đặc trách của giáo hạt. Ngài truyền cho con chủ tế khi mà cha quản hạt ngài nằm bệnh ốm, xin cộng đoàn chúng ta cũng cầu nguyện cho ngài. Và con có nghĩ cái hình ảnh của công cuộc loan báo tin mừng, để công cuộc loan báo tin mừng được phát triển thì giống như là con chim có hai cánh bay lên, một cánh là cầu nguyện và một cánh là hoạt động. Thì hôm nay Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu của chúng ta được giáo hội suy tôn là bổn mạng của việc bổn mạng của các sứ truyền giáo hay là của công cuộc truyền giáo, và Thánh Francisco Xavier cũng là bổn mạng. Hai con người đúng là hai cách sống, một đấng thì hoạt động, một đấng thì không ra khỏi bức tường của nhà dòng, ở nhà dòng kín, nhưng với tinh thần cầu nguyện và ước mơ của cuộc truyền giáo và góp phần vào công cuộc truyền giáo và được giáo hội suy tôn. Vì thế chúng ta xin Ngài giúp chúng ta, tất cả những anh chị em chúng ta tham gia vào trong cuộc công cuộc loan báo tin mừng, chúng ta phải ý thức về chính đời sống cầu nguyện của chúng ta. Ôi, chúng ta không làm được nhiều, nhưng việc cầu nguyện của chúng ta sẽ góp phần vào trong công cuộc loan báo tin mừng. Và sự hiện diện của chúng ta trong thánh lễ này mang một ý nghĩa như thế. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, ân nhân, cũng như những người đã góp phần vào trong công cuộc loan báo tin mừng của giáo hạt kiên chính của chúng ta. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm sám hối về những lỗi lầm của chúng ta để xứng đáng hiệp dâng thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người lấy thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chờ tôn Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.
trên Thiên Chúa là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đấng Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng là Cha nhân lành, Chúa đã mở cửa nước trời cho những người bé mòn. Xin cho chúng con hằng ngày biết theo chân Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, bước đi trên con đường phó thác để muôn đời được chiêm ngưỡng thánh nhan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaia, Đức Chúa phán thế này: Hãy mừng, hãy vui mừng với Jerusalem, hãy vì thành đô mà hoan hỷ, hỡi tất cả những người yêu mến thành đô. Hãy đến cùng Jerusalem khấp khởi mừng, hỡi tất cả những người đã than khóc thành đô, để được thành đô cho hưởng trọn nguồn an ủi, được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang, như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì Đức Chúa phán như sau: Này ta tuân đổ xuống thành đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ được nuôi sống bằng sữa mẹ, được bồng ngãm bên hông, nâng niu trên đầu gối, như mẹ hiền an ủi con thơ. Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Tại Jerusalem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của người cho các tôi tớ biết. Đó là lời Chúa. Lòng con đâu dám tự cao, mắt con đâu dám tự hào, đường cao vọng chẳng đời nào bước, viên diệu kỳ vừa sướng chẳng cầu. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con ở trong bình an của Chúa. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con ở trong bình an của Ngài.
bê lầm ở lòng hiền mẫu. Hồn con cầu lặng lẽ an vui. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con ở trong bình an của Chúa. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con ở trong bình an của Ngài. Từ nay cho đến vạn niên, ích riêng dân Chúa nhân hiền cần trông cậy ở một mình Chúa. Chính người là Chúa ta thờ. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con ở trong bình an của Chúa. Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con ở trong bài trích thư của Thánh Paulo tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh. Thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây nhờ hội thánh mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô và nhờ tin vào Người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Alleluia, 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 Alleluia. Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin ngợi khen Cha vì đã tỏ cho những người bé mòn biết mầu nhiệm nước trời. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời.
Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là quý ông bà trong thành viên Ban Văn báo Tin mừng của Giáo hạt Kiên Chính. Hôm nay chúng ta mừng lễ bổn mạng Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu và cũng là đấng thánh bổn mạng các sứ truyền giáo. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cho chúng ta thấy giáo huấn của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ cũng là cho tất cả chúng ta hôm nay. Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Đó là câu trả lời của Chúa Giêsu cho một thắc mắc mà chúng ta thấy nó diễn tả cái tâm thức của các môn đệ cũng như của con người thời đó. Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Đó là cái thắc mắc hay cái thao thức của các môn đệ nói lên cái tham vọng chức quyền địa vị của các ông khi mà chưa được Chúa Thánh Thần ngự xuống để thanh luyện. Nhưng chúng ta biết sau khi Chúa Giêsu chịu chết sống lại và các tông đồ được đón nhận Chúa Thánh Thần thì chính Chúa Thánh Thần đã đổi mới con người các ngài để các ngài trở nên như những trẻ nhỏ có tâm hồn đơn sơ khiêm tốn và hoàn toàn hiến thân cho sứ vụ loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Vì thế mà trong cái bối cảnh của đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu không trả lời ngay cho câu hỏi mà các môn đệ đặt ra, không nói đến địa vị lớn nhỏ, nhưng người nói về tinh thần sống như trẻ nhỏ đối với Thiên Chúa là Cha nhân lành. Chính tình thương và ân sủng của Chúa mới làm cho con người trở nên cao trọng, chứ không phải là do những khả năng tài đức của con người tạo nên. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu mà chúng ta mừng kính hôm nay, ngài đã khám phá ra cái chân lý trọng tâm của tin mừng này, đó là tình yêu. Trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và chúng ta phải yêu mến Cha trên trời như một người con hiếu thảo với tất cả tấm lòng tin tưởng phó thác như một trẻ nhỏ. Thánh Teresa vui mừng nhận ra thân phận nhỏ bé của mình, bởi vì Chúa Giêsu đã dạy nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Chúng ta biết Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đã sống con đường thơ ấu thiêng liêng, tức là sống một tâm tình đơn sơ phó thác như một em bé, như một trẻ nhỏ trong vòng tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa là Cha. Ngài sinh năm 1873 vào dòng tu dòng kín ở Lisieux, nước Pháp. Một nữ tu bệnh tật yếu đuối, cả cuộc đời chỉ sống trong bốn bức tường tu viện,
không đi ra ngoài, không gặp gỡ ai, thế mà lại được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Tại sao như vậy? Cũng như cha chánh xứ đã gợi ý lúc đầu lễ, bởi vì trong cái sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh, cái việc quan trọng trước tiên là cầu nguyện, đời sống cầu nguyện gắn bó kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Vì thế Thánh nữ Teresa, ngài đã trở thành vị thánh bổn mạng nâng đỡ công cuộc truyền giáo của giáo hội bởi lời cầu nguyện của ngài. Đọc lại câu chuyện cuộc đời của thánh nữ, chúng ta thấy ngài chìm đắm trong đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa, với tất cả lòng yêu mến Thiên Chúa, yêu mến các linh hồn, cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, các sứ truyền giáo. Chính tình yêu đã chắp cánh cho thánh nữ đi khắp nơi, không phải bằng những bước chân mà bằng trái tim đập phập phồng trong lồng ngực của ngài. Ngài nói chuyện với mọi người không phải bằng lời nói, nhưng bằng lời cầu nguyện. Trước tiên ngài gặp gỡ tâm sự với Thiên Chúa, một thao thức cháy bỏng cho việc truyền giáo. Ngài làm việc truyền giáo bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh hãm mình theo cái luật của dòng kín thời đó. Và ngài gọi những cái việc hy sinh hãm mình đó, những cái việc cầu nguyện đó là những bông hoa hồng nhỏ. Mưa, cơn mưa tình yêu của Chúa xuống cho nhân loại. Những nhọc nhằn, những đau đớn của bệnh tật, những cái công việc rất nhỏ bé tầm thường hàng ngày, ngài dâng lên Chúa với tất cả lòng yêu mến, muốn cứu rỗi các linh hồn. Từ những việc nhặt cây cỏ ngoài vườn, đến những cái việc mà ngài cầm cái mũi kim, sợi chỉ để khâu vá ở trong nhà, những việc lau dọn nhà cửa, rửa chén bát, những cái công việc rất nhỏ bé ngài làm với tất cả lòng yêu mến kết hợp với Chúa, cầu nguyện cho việc truyền giáo. Xin Chúa ban ơn cứu rỗi cho các linh hồn. Và ngài gọi đó là con đường thơ ấu thiêng liêng. Đó là một cái sứ điệp rất phù hợp với hội thánh, nhất là với thời đại chúng ta hôm nay. Chính vì thế mà Thánh Giáo Hoàng John Paul II, trong cái dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của thánh nữ, ngài đã tôn phong thánh nữ là tiến sĩ hội thánh, nghĩa là bậc thầy dạy cho hội thánh, cho mỗi người chúng ta về đời sống thánh thiện nhờ tình yêu, con đường tình yêu, con đường thiêng liêng nhỏ bé, tin tưởng phó thác như vậy. Thánh nữ đã lấy tình yêu làm động lực cho việc truyền giáo bằng con đường thơ ấu thiêng liêng. Ngài là tấm gương sáng ngời cho mọi tín hữu, đặc biệt là cho các thành viên ban loan báo tin mừng của giáo hạt kiên chính chúng ta hôm nay mừng lễ. Để chúng ta cũng truyền giáo trước tiên bằng đời sống cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, để mỗi người chúng ta có một cái nhiệt tình, nhiệt huyết, một trái tim rực lửa yêu mến. Và như vậy nó mới trở thành động lực để giúp chúng ta thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Cùng với thánh nữ, chúng ta hãy cầu nguyện. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết điều mà Chúa muốn thực hiện cho những kẻ bé nhỏ nhất đáp lại lời mời gọi của Chúa.
Xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta một tâm hồn đơn sơ tươi trẻ, luôn tin tưởng phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa như một trẻ nhỏ phó thác vào cha mẹ, và lúc nào cũng sống an vui. Và chính niềm vui của tin mừng sẽ thúc đẩy chúng ta chấp nhận những khó khăn thử thách trong sứ vụ loan báo tin mừng, đem ơn cứu độ đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Amen. Anh chị em thân mến, bằng con đường thơ ấu thiêng liêng, Thánh Teresa đồng Giêsu đã sống một đời phó thác hoàn toàn cho Chúa và chỉ ra cho chúng ta con đường nên thánh dễ dàng. Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh Trinh Nữ, chúng ta cùng dâng Chúa những lời nguyện xin. Khi còn tại thế, Thánh Teresa hằng quan tâm đến vùng đất truyền giáo tại Á Châu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho công việc truyền giáo tại lục địa bao la này được tiên triển tốt đẹp và thu được nhiều kết quả. Xin Chúa nhận lời chúng. Chúa nói: ai làm lớn phải là người đầy tớ phục vụ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người làm việc hành chính biết dùng quyền của mình để phục vụ và mưu cầu hạnh phúc cho người dân. Ai có tâm hồn đơn sơ khiêm tốn như trẻ nhỏ, đó là người lớn nhất trong nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tu sĩ và những người trẻ biết noi gương Thánh Teresa hài đồng Giêsu, có được tâm hồn đơn sơ khiêm tốn. Tôi sẽ là trái tim trong lòng mẹ giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng thành viên trong ban loan báo tin mừng, cách riêng từng người trong ban loan báo tin mừng giao hạt kiên trinh mừng kinh thánh bôn mang hôm nay, luôn hết lòng mến Chúa, yêu người, hầu xin Chúa đáp ơn quý ân thân nhân đã lóng lòng giúp đỡ cho ban loan báo tin mừng được hình thành và phát triển mỗi ngày một hơn nhờ lời Thánh Nữ Teresa truyền cầu. Lạy Chúa Giêsu, Ủy ban loan báo tin mừng của giáo hạt kiên chính chúng con đã nhận Thánh Teresa hề đồng làm bổn mạng. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Nữ sống đời khiêm tốn phó thác công cuộc truyền giáo của chúng con cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Châm hương ngát bay về tôn nhân Chúa, con xin dâng lên, con xin dâng lên, con xin dâng lên, con xin dâng lên, xin dâng tôi lên là đời con trao hiến Chúa thôi, cũng dâng lên ngàn cung.
chắp hai tay khấn cầu, nguyện xin sống về cho nơi đây xác thân linh hồn, tình yêu vững niềm sắt son. Bao hy sinh trong đời đã qua, bao gian nan ngày mai sẽ đến, tiến dâng về cha. Từ trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa, con xin dâng lên, con xin dâng lên, con xin dâng lên, con xin dâng lên, xin dâng tâm lễ tùng thì là đời con trao hiến cho thôi. Cùng dâng lên ngàn khung ca tuyệt vời, ca khen, ca khen tình yêu Chúa qua muôn ngàn đời. Như nến lung linh sáng ngời, đời con nên bài ca dệt bao ước mơ nồng nàn, đẹp bao ý tình hiên dâng. Đây tin yêu đoàn nguyện thủy chung, đây tâm tư buồn vui kiếp sống tiên dâng về cha. Trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa, con xin dâng lên, con xin dâng lên, con xin dâng lên, con xin dâng lên, xin dâng tâm lễ tâm thì là đời đời con trao hiến Chúa thôi. Cùng dâng lên ngàn khung ca tuyệt vời, ca Chúa qua muôn ngàn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con ca tụng Chúa đã làm nhiều việc kỳ diệu nơi Thánh Nữ Teresa hải đồng Giêsu. Xin vui lòng chấp nhận lễ tế chúng con thành kính dâng lên Chúa, và xin ban cho chúng con trung thành phụng sự Chúa suốt cả cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thánh, là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiên nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Chúa tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan
lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhường của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sống Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông vận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Tôma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu, xin Chúa chúc lành thánh hóa ban sự bình an đoàn kết hiệp nhất trong ủy ban Loan báo tin mừng giáo hạt kính trí chúng con. Và xin Chúa nhất các bậc tiền nhân, ân chân nhân, những người hy sinh quảng đại và công cuộc loan báo tin mừng mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng như anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con ở nơi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được vinh dự và vinh quang Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng, hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con đã một loài hoa trong muôn ngàn hoa nở gần xa, xin hát dâng lên người một bài ca tràn chứa niềm vui, một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa tự nhân. Hoa đâu dám chi khoe mình, nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh. Con ngân nga đời đời kính cung tạ ơn Chúa, ý nhân từ tỏ lòng thương với con khổ ngần, dựng lên Chúa bài ca dệt bằng phúc lòng bao la. Tại sao Chúa nhân từ ưu ái dương bao, phận bé thơ thấp hèn, Người gọi con trong đám phàm nhân. Một tình yêu bao la, một tình yêu cao ngất trời xa, cả mên núi cao vời vợi, nhờ bàn tay ai đã trồng đây. Con ngân nga đời đời kính cung tạ ơn Chúa, ý nhân từ tỏ lòng thương với con vô ngần, dựng lên Chúa bài ca dệt bằng phong lòng bao la, dâng tiến cha cùng đàn và muôn khúc hát hoan ca.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho bi tích chúng con vừa lãnh nhận nhóm lên trong lòng chúng con lừa mến yêu. Xưa đã thúc đẩy thánh nữ Teresa hiến trọn cuộc đời cho Chúa để cầu xin cho mọi người được ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời quý cha an tọa, mời cộng đoàn ngồi. Sau đây con xin trân trọng giới thiệu ông Chánh Đa Minh Nguyễn Minh Tâm, trưởng ban loan báo Tin Mừng Giáo hạt Kiên Chính, lên có đôi lời cảm ơn quý cha, quý chức và toàn thể cộng đoàn. Con xin trân trọng kính mời ông. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con mãi ngợi ca danh Ngài. Trọng kính cha Đa Minh chủ tế, cha John Baptista đặc trách ủy ban loan báo Tin Mừng giáo phận, cha Giuse đặc trách ủy ban loan báo Tin Mừng giáo hạt Kiên Chính, cùng quý cha đồng tế rất kính mến. Kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý viên chức ban loan báo Tin Mừng giáo phận, quý viên chức ban hội đồng mục vụ, quý giáo xứ, quý giáo họ, thưa quý hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện, hòa cùng với giáo hội hoàn cầu trong niềm vui hân hoan phấn khởi mừng kính tháng Đức Mẹ Mân Côi, và cũng là ngày mừng kính Thánh Quan Thầy của ban loan báo Tin Mừng giáo hạt chúng con. Trong niềm vui hân hoan đó, hôm nay ban loan báo Tin Mừng giáo hạt Kiên Chính chúng con được ơn cha Giuse đặc trách loan báo Tin Mừng giáo hạt quan tâm no niệu, và nhất là được sự hướng dẫn, sự đồng hành của cha Đa Minh Chánh Xứ cũng như ban hội đồng mục vụ giáo xứ Thịnh Long cho phép tổ chức thánh lễ mừng kính quan thầy Teresa hài đồng Giêsu là bổn mạng của ban loan báo Tin Mừng giáo hạt. Để có được thánh lễ hân hoan vui mừng trọng đại này, trước hết đại diện cho ban thường vụ cùng tất cả các thành viên trong ban loan báo Tin Mừng giáo hạt Kiên Chính, con xin dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, đội ơn mẹ Maria và thánh nữ Teresa quan thầy. Con xin chân thành và hết lòng cảm ơn cha Gioan Baptista đặc trách ủy ban loan báo Tin Mừng giáo phận, cùng quý cha xứ, quý thầy, quý dì, quý viên chức ban thường vụ ủy ban loan báo Tin Mừng giáo phận và các giáo hạt, quý viên chức ban hội đồng mục vụ giáo xứ, quý giáo họ đã bớt chút thời gian vàng ngọc và không quản ngại đường xá xa xôi về thánh đường giáo xứ thận Thịnh Long thân yêu hôm nay để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, đổi ơn thánh Teresa quan thầy, và nguyện cầu cho công cuộc truyền giáo của giáo hội thật là trang trọng và sốt sắng. Cách riêng, ban loan báo Tin Mừng giáo hạt Kiên Chính chúng con xin chân thành cảm ơn cha Đa Minh Chánh Xứ Thịnh Long đã nhiệt tâm non nắng chu toàn cho công việc, cũng như sự phục vụ tận tình của quý thầy, quý dì, quý ban hội đồng giáo xứ Thịnh Long. Tôi xin chân thành cảm ơn hội ca đoàn toàn xứ, hội kèn đồng hiệp nhất, ban khánh tiết, ban âm thanh ánh sáng, ban lễ sinh cùng tất cả các hội cầu nguyện thuộc giáo xứ Thịnh Long, cùng ban truyền thông giáo hạt Kiên Chính đã nhiệt tình phục vụ
và giúp đỡ ban loan báo tin mừng chúng tôi về mọi mặt. Để buổi gặp gỡ giao lưu, học hỏi và thánh lễ trọng thể kính trọng thể quan thầy Teresa hôm nay được tăng phần trang trọng và thành công tốt đẹp. Trọng kính quý cha đặc trách cùng quý cha đồng tế rất kính mến. Ban loan báo tin mừng giáo hạt Kiên Chính chúng con mới được thành lập. Vì thế, ban thường vụ cùng các thành viên làm việc còn nhiều bỡ ngỡ nên chưa thực thi được nhiều công việc mà giáo hội đã ủy thác. Chúng con kính xin quý cha, quý thầy, quý dì, quý viên chức tiếp tục cầu nguyện và chỉ dẫn cho chúng con để chúng con trở nên vững mạnh và là những tông đồ đích thực, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trên cánh đồng truyền giáo của giáo hội Chúa Kitô và hướng tới một giáo hội công giáo hiệp hành, hiệp thông và sứ vụ. Sau cùng, con xin kính chúc quý cha, quý thầy, quý dì luôn dồi dào sức khỏe để hoàn thành xuất sắc mọi phần vụ mà Thiên Chúa đã trao phó cho các ngài nơi trần thế. Con xin kính chúc quý ông bà cố, quý viên chức, quý hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn luôn tràn ngập niềm vui và tràn đầy tình thương của Thiên Chúa. Con xin kính tạ quý cha, con xin cảm ơn quý chức và cộng đoàn. Tiếp theo, con xin trân trọng kính mời ông cố Giuse Đinh Văn Hòa, đại diện cho ban loan báo tin mừng giáo hạt Kiên Chính, có lãng hoa để chúc mừng cha Đa Minh Nguyễn Văn Vàng, chánh xứ Thịnh Long, chủ tế thánh lễ hôm nay. Con xin trân trọng kính mời ông. Tiếp theo, con xin trân trọng kính mời ông cố Giuse Đỗ Xuân Long, trưởng ban loan báo tin mừng giáo phận Bùi Chu, cũng có lãng hoa lên chúc mừng cha Giuse Đoàn Văn Tỉnh, đặc trách giáo hạt Kiên Chính. Con xin trân trọng kính mời ông. Bây giờ cộng đoàn chúng ta ngồi, con có một bài thơ con chúc cho các thành viên trong ban loan báo tin mừng của giáo hoạt Kiên Chính mới đây ạ. Đức tin, bài của con xin niệm lời Chúa Chúa Nhật tới đây. Và đầu đề là đức tin. Đức tin hơn cả phận người, nhỏ bằng hạt cải chuyển rời núi non. Cây dâu bật rễ vẫn còn, lắng nghe xuống biển mọc hơn đất liền. Đời con phận rõ phàm hèn, đức tin cho biết mình hên vô cùng. Một đời sống bậc tôi chung, phụng thờ Chúa cả là sung sướng rồi. Đâu còn đòi hỏi công tôi, như người đầy tớ làm tôi chủ nhà. Ngoài đồng vất vả về nhà, không ngồi ăn trước nhưng là ăn sau. Thắt nâng hầu hạ chủ mau, rồi mình đến lượt ăn sau lạ gì. Dù tôi làm được việc gì, cũng là vâng lệnh chủ vì yêu thương. Làm xong bổn phận khiêm nhường, chúng tôi vô dụng tình thương chủ mời. Cho vào làm việc đấy thôi, suốt đời hạnh phúc làm tôi Chúa Trời. Xin chúc mừng chị Ban Loan. Chúng ta cùng đứng để lĩnh phép lành kết thúc thánh lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Cho con xin 30 giây
Thứ nhất là con cảm ơn cha Chánh xứ Thích Long, nhà có cha như kiến tha đầy tổ. Không có cha thì chúng con không có thầy thì bố mày làm nên. Hôm nay cha đã rộng ban cho anh em chúng con ban loan đó tin mừng để quy tụ nơi đây tiếp tục thêm sức mạnh, hăng say để ra đi phục vụ Chúa và phục vụ anh em. Con cảm ơn tất cả các quý hội đoàn, hội đồng mục vụ, giáo xứ Thịnh Long đã cùng với cha xứ để tận tâm phục vụ công việc của nhà Chúa mỗi một ngày một tốt đẹp. Và cách riêng thì con cũng cảm ơn ông bà Chánh Tâm, trưởng ban loan báo tin mừng của giáo hạt Kiên Chính. Hôm nay nó bao cho anh em chúng ta đánh chén, cầu nguyện cho ông bà luôn được mạnh khỏe bình an. Một lần nữa con xin hết lòng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tay chung tay để chia sẻ giúp cho loan báo tin mừng mỗi ngày phát triển. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Cùng mẹ lá khơi con đi muôn nơi luôn báo tin mừng. Cùng mẹ lá khơi con đi muôn nơi rắc gieo bình an. Lòng tràn tin yêu hy vọng dạt dào yêu thương khôn cùng. Có mẹ vững tâm tay trèo. Cùng mẹ lá khơi con đi muôn nơi nhân chứng nước trời. Cùng mẹ lá khơi con đi muôn nơi sống cho tình yêu. Lặng người dành cho trên trời hòa bình dưới thế cho người. Khắp nơi tràn hòa yên vui. Lá khơi với mẹ là vàng. Lá khơi với mẹ Việt Nam. Dù bão tố, dù phong ba hải chi. Lá khơi với mẹ là vàng. Lá khơi với mẹ Việt Nam. Ngàn năm mới một tương lai sáng ngời.